chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn là vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bánh gai Hải Dương. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Mọi người cùng theo dõi mình làm nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có dòng thịt trâu gác bếp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu Anh quên video đâu mà. Đây nha, đây là phần màu tím của mình nha mọi người. Đây là phần màu tím của mình nha. Giờ mình sẽ xỏ màu tím nhau anh nha. Thank you.
công trả tiền đây để đi mua kẹo không? Anh có tiền đâu? Bạn sao? À, bác anh em nhà mày ăn cái tiền của ta à? Ai? Có cái của anh đâu? Chúng mày mua xôi, tiền tao đưa vào. Mày thích không? Cái tiền ở đâu? Để là chúng mày tiền gửi cho đâu? Anh em ăn tiền của anh. Đi đâu? Không phải phát. Cứ ngồi đây nửa buổi là bị ấy. Bếp thì đang có đau. Tụi bây giờ nó khô mình áo. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Anh Tiến sống đông chứ. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ cho mọi người một cái tranh đó là con cá mỏ nha. Đây là con cá mỏ. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ cho mọi người một video đó là con lừa người nha. Mình này, đây là chiếc vòng của mình nhá. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn ơi, đây là chiếc vòng của mình. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Lúc nào cũng phải có hậu trường đấy.